Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 22 tháng 11, chúng tôi sẽ chủ đến những nội dung chính sau đây. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hay hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp các đại biểu Quốc hội, người dân đã hiểu thêm tầm quan trọng của các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng trên địa bàn huyện Quảng Điền, nhiều giải pháp điều chỉnh kịp thời đã được thực hiện để có thể tổ chức đón các học sinh quay trở lại với việc học trực tiếp. Khánh thành công trình nhà lưu niệm Bác Hồ và truyền thống trường Quốc học Huế. Chiều nay 22 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với huyện ủy các huyện Phú Vang và Phong Điền về điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, phù hợp với tiến trình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Phan Ngọc Thò, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc với huyện ủy Phú Vang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế biển và đầm phá, có phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Tại buổi làm việc, huyện ủy Phú Vang đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung về điều chỉnh 8 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, giá trị các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế năm 2025. Điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu như tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ đô thị hóa để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phú Vang phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế biển và đầm phá, trọng tâm là phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch biển và đô thị biển. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, tóm nhất về định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng như một số điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Với lợi thế biển và đầm phá sẵn có, lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phú Vang tập trung mọi nguồn lực để làm đa dạng hơn các sản phẩm du lịch, dịch vụ gắn với hệ sinh thái biển và đầm phá, nhất là tại các địa phương ven biển như Vinh Thanh, Phú Diên, Phú Thuận. Về mặt hạ tầng, đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tỉnh lộ 10, tận dụng nguồn lực có được từ khai thác quỹ đất để tập trung đầu tư các hạ tầng kết nối, mở thêm một số trục đường mới để rút ngắn khoảng cách từ thị trấn Phú Đa đến thành phố Huế, từ thành phố Huế đến các khu du lịch ven biển, tiếp tục đầu tư một số thiết chế hạ tầng khu công nghiệp để xúc tiến kêu gọi đầu tư, tận dụng dư địa lớn, tăng cường công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư tại các xã phụ cận thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, nhằm tạo sự kết nối và nâng cấp tương xứng về cơ sở hạ tầng với các địa phương trong tỉnh. Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ngay sau buổi làm việc với huyện ủy Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện ủy Phong Điền nhằm định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2021-2025 nhằm xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025. Về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền trở thành thị xã theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách khẳng định, đối chiếu theo quy định tại nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị Phong Điền còn một số tiêu chuẩn chưa đạt, gồm đạt đô thị loại 4, cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị. Theo định hướng khi thành lập thị xã sẽ sắp xếp còn lại 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sẽ đề nghị thành lập 6 phường. Qua rà soát các tiêu chí thành lập phường, có một số tiêu chí quan trọng chưa đạt như cân đối thu ngân sách, các tiêu chí về chỉnh trang khu trung tâm đô thị như giao thông, thoát nước, cây xanh. Huyện ủy Phong Điền đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để hỗ trợ nguồn lực, cơ chế, bố trí vốn để triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, nhằm đảm bảo các tiêu chí đưa Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4. Hoàn thiện các tiêu chí thị xã để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Phong Điền và các phường thuộc thị xã trong năm 2024. Nhiều ý kiến đóng góp của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành để tập trung tháo gỡ những khó khăn tồn tại hiện nay để Phong Điền sớm đạt được các tiêu chí trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền cần sớm làm việc với các sở ngành liên quan để rà soát lại các chỉ tiêu, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo các tiêu chí đề ra của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng. Bí thư Tỉnh ủy đồng ý ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền trở thành thị xã. Điều này là hết sức cần thiết để thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân Phong Điền. Việc sớm trở thành thị xã để Thừa Thiên Huế đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để đạt được mục tiêu này, Phong Điền khẩn trương chuẩn bị các nguồn lực tài chính, trong đó là nguồn nội lực để thực hiện các dự án đảm bảo các tiêu chí đề ra, nhất là ưu tiên đầu tư cho vùng lõi, vùng trung tâm, xưởng tâm của một thị xã. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sớm xây dựng lộ trình phù hợp để đề án Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian còn lại không nhiều, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng song song thực hiện các nhiệm vụ để sớm thực hiện được mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua. Ngành khoa học công nghệ sẽ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trong buổi kiểm tra thực tế mô hình nông nghiệp hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm tại địa bàn huyện Phong Điền. Cùng đi có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, đại diện các sở ngành địa phương. Đại diện Tập đoàn Quế Lâm cho biết, từ kết quả đạt được của mô hình chăn nuôi nông hộ, Tập đoàn Quế Lâm đã hình thành tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4S với mục đích cung cấp lợn nái hậu bị, lợn con giống cho các nông hộ trên địa bàn của tỉnh, điều phối sản phẩm thịt lợn trên thị trường để chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy, đào tạo tập huấn cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tập đoàn còn ký kết hợp tác chăn nuôi với các hộ dân về chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học theo chuỗi giá trị. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao sự tiên phong và tính hiệu quả của dự án tổ hợp 4S. Đây là hướng đi đúng, góp phần đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, giải quyết được các bài toán khó trong chăn nuôi bền vững. Mô hình 4S giúp người chăn nuôi luôn có đầu vào và đầu ra ổn định, có lãi, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh đây là mô hình phát triển nông nghiệp cần được nhân rộng nhằm tạo ra những vùng sản xuất sạch phù hợp với định hướng của tỉnh, là hướng đến phát triển kinh tế xanh bền vững. Với vai trò và chức năng của mình, ngành khoa học công nghệ sẽ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất để nâng cao giá trị của các sản phẩm. Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ Sinh học Đà Huế, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Công nghệ Sinh học Đà Huế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, hoàn chỉnh đề án sáp nhập, thống nhất chủ trương để sớm thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia tại miền Trung, theo như mục tiêu, định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế vào ngày 13 tháng 11, trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của các bộ ngành trung ương đã về làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm sớm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển. Hơn ai hết, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà bày tỏ vui mừng phấn khởi trước vận hội mới, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hay hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp các đại biểu Quốc hội, người dân đã hiểu thêm tầm quan trọng của các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Thừa Thiên Huế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với cử tri Thừa Thiên Huế, kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 là kỳ họp lịch sử với việc thông qua 6 cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong tiến trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cơ chế chính sách tạo nguồn lực là bài toán nan giải nhất, và giờ đây với cơ hội vàng, cử tri tin tưởng một đô thị di sản xứng tầm sẽ là tương lai không còn xa. Cơ chế đặc thù có thể nói là một cái cơ chế mà mở ra một hướng đi và một cái lòng tin mới cho quân dân Thừa Thiên Huế, vì đây là một cái nền tảng cơ bản để có thể tìm ra một bước đi để đưa cái Huế này đúng tâm về cái di sản, là một thành phố di sản. Tôi là một người dân, nhưng mà thấy cái thành phố Huế là một cái thành phố được UNESCO công nhận là một cái thành phố di sản của thế giới, cho nên cái 6 cái đặc thù để đưa Huế lên cái thành phố trực thuộc trung ương thì tôi cho như vậy là đúng đắn và chính xác, mà đó cũng là cái mong muốn của người dân đó là chủ Huế. Với 3 cơ chế chính sách tập trung vào 3 nhóm cụ thể, gồm cơ chế để bảo tồn, trùng tu, phát huy di sản, quản lý tài chính ngân sách và nhóm sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất được Quốc hội thông qua. Nhiều cử tri Thừa Thiên Huế cho rằng đây đều là những nút thắt quan trọng và sẽ là động lực rất lớn để sớm hiện thực hóa nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Với tiềm năng sẵn có từ các công trình lịch sử, giá trị di sản, những điều kiện hỗ trợ từ cơ chế chính sách đặc thù sẽ giúp Thừa Thiên Huế có được cơ hội vàng để bứt phá, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố di sản trực thuộc trung ương trong thời gian sớm nhất. Cái việc thông qua cái cơ chế đặc thù đấy, ý nghĩa rất lớn là thể hiện cái sự quan tâm của cả nước đối với Thừa Thiên Huế, là một cái vùng đất có truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, có nhiều những di sản văn hóa của đất nước và đã gìn giữ được những di sản đó, và đồng thời cũng lại là đang có những tiềm năng và đang trong đà phát triển mới. Nhưng cái thứ hai là tạo những nguồn lực cụ thể cho các hoạt động, nhất là về công tác bảo tồn, công tác di sản, và cũng có thể có thêm một nguồn lực để mà đóng góp cho vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Và cái đó hy vọng rằng cùng với cả cái quá trình phát triển của Thừa Thiên Huế sẽ tạo thêm một cái nguồn lực nữa để mà thực hiện cái nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như nghị quyết của Quốc hội về vấn đề đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dựa trên những cái nội dung rất là quan trọng về sinh thái, về văn hóa, về giáo dục và về y tế. Đặc thù của ta là không có phát triển nhiều về vấn đề công nghiệp, chủ yếu là tập trung du lịch, di tích, nên việc khắc phục mà Trung ương và Bộ Chính phủ cho phép được đầu tư và được từ chi trại, được ấy và sự hỗ trợ và kêu gọi của các mạnh thường quân và các cái tầng lớp xã hội khác để là phục vụ cho cái nhiệm vụ là xây dựng cái cơ sở hạ tầng cơ sở, phục hồi các cái lăng tầm, mong rằng Huế sớm ngày được trực thuộc Trung ương. Đây là nguyện vọng thiết tha nhất của Đảng, Bộ, Quân và dân Thừa Thiên Huế. Cái kỳ vọng đặc thù là để cho Đảng, Bộ và nhân dân thành Thừa Thiên Huế là có những cái chủ động về cái trong nhiều cái khả năng lực của mình, và có những cái quyết sách nó dễ dàng hơn, thủ tục ngắn gọn hơn, và cũng từ đó để cho Huế, bà con Huế để phấn đấu để xây dựng sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dù dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng những chuyển biến tích cực trong việc hoàn thiện khung cơ chế chính sách, đặc biệt là sự ủng hộ của các bộ, ban ngành trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều dấu mốc cực kỳ quan trọng. Người dân tỉnh nhà đang dành sự quan tâm, kỳ vọng lớn vào những giải pháp sắp tới để đưa các chính sách mới vào cuộc sống, tạo động lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Huế. Sau hơn một tuần khẩn trương truy vết khoanh vùng, nhưng số ca F0 vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo COVID-19 toàn tỉnh trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu tăng cường việc tầm soát có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả tại các địa bàn, khu vực có yếu tố dịch tễ. Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mắc trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Tỉnh riêng trong ngày 21 tháng 11, tỉnh đã ghi nhận thêm 119 ca bệnh khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phát hiện tại cộng đồng 58 ca. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh có 2.286 ca F0, hiện đang điều trị 930 ca, đã được điều trị khỏi 1.351 ca. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn được chủ động kiểm soát. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã tập trung phân tích tình hình diễn biến dịch bệnh và các vướng mắc, khó khăn trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đảm bảo an toàn phòng dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời gian tới, như công tác triển khai quẹt thẻ QR, giải pháp để khôi phục hoạt động lại các chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh, phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã, bộ máy thôn, tổ dân phố trong giám sát người về từ các địa phương có dịch, đảm bảo tất cả những người thuộc diện xét nghiệm phải được Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm trong thời gian quy định. Trước mắt, tập trung hỗ trợ thành phố Huế để ổn định tình hình dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho công dân, sớm bao phủ mũi 1 cho tất cả công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 1 đến 2 ngày tới, công tác tiêm vaccine tại các địa phương phải được đẩy nhanh tốc độ. Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tầm soát có trọng điểm và hiệu quả tại các địa bàn, khu vực có yếu tố dịch tễ, thu hẹp dần các khu cách ly tập trung để dành xây dựng khu điều trị cho các ca bệnh F0 nhẹ và không triệu chứng. Cùng với đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nâng cao tính tự giác, chủ động của công dân trong việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì mới kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cùng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm, tặng quà, động viên các thành viên Trung tâm Phản ứng nhanh Thừa Thiên Huế, gọi tắt là PUN75, trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực vì cộng đồng. Theo đó, thời gian qua, Trung tâm Phản ứng nhanh tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ tích cực trong công tác phòng chống dịch trên toàn tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ thành phố Huế triển khai công tác làm thẻ QR qua hình thức thẻ kiểm soát dịch bệnh cho người dân, vận chuyển F0 đến các khu cách ly điều trị, hỗ trợ nấu ăn trong khu cách ly, góp phần giảm tải cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương các hoạt động của hội trong thời gian vừa qua. Các thành viên của hội đã kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời mong muốn hội tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng với các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động liên quan. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao quà cho Trung tâm Phản ứng nhanh để động viên tinh thần cũng như ghi nhận những đóng góp của trung tâm này trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của năm học 2021-2022. Chính vì vậy, sự chủ động linh hoạt của các địa phương sẽ là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu của năm học khó khăn này. Tại huyện Quảng Điền, ngay sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng, nhiều giải pháp điều chỉnh kịp thời đã được thực hiện để có thể tổ chức đón các học sinh quay trở lại với việc học trực tiếp. Trường Trung học Cơ sở Đặng Dung, huyện Quảng Điền có 19 lớp học với 724 học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác phòng chống dịch được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt. Học sinh đến trường phải đeo khẩu trang và thực hiện khử khuẩn giãn cách. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 41 em đang ở trong vùng phong tỏa thuộc xã Quảng Vinh chưa được đến trường. Với mục đích vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo kế hoạch dạy và học cho học sinh, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Giáo viên chủ nhiệm là thường xuyên liên lạc những cái thắc mắc của học sinh mà trong quá trình tiếp thu bài mà không hiểu thì có thể là hỏi trực tiếp của giáo viên. Và trường đã bố trí đó là một cái phương án là trong quá trình dạy thì giáo viên là trực tiếp dạy trên lớp bình thường, đồng thời là bố trí thêm camera, mic Bluetooth và các em ở khu vực phong tỏa đó thì có thể tham gia học bằng Google Meet và có thể tương tác trực tiếp với giáo viên như học trên lớp bình thường mà chỉ các em là không đến trường. Trên địa bàn huyện Quảng Điền hiện có 45 trường học với khoảng 15.600 học sinh. Do việc dịch bệnh phức tạp, ngành giáo dục của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 32 trên 45 trường tổ chức học trực tuyến. Trong quá trình dạy học trực tiếp cũng như dạy học online thời gian vừa rồi trong mùa dịch bệnh thì vẫn có đến 10% học sinh là không thể tham gia học được các loại hình. Ví dụ như các em là thiếu dụng cụ, những em mà đang nằm trong các khu cách ly. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các trường là lập danh sách và sau khi mà dịch sẽ trở lại bình thường thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các trường tổ chức để ôn tập lại rồi là dạy lại cái kiến thức các em để đảm bảo cho kiến thức của các em trong cái thời gian sắp đến. Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn đã nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp dạy và học thích ứng với tình hình thực tế nhằm đảm bảo kiến thức và an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh. Ngay cả thời điểm nhà trường được trưng dụng làm khu vực cách ly. Trong thời gian mà các cháu cách ly tại trường á, thì các cháu vừa cách ly vừa thực hiện thêm cái công việc học tập online và thầy cô giáo thực hiện cách ly ở đây cũng làm công việc giảng dạy. Sau khi mà thấy tình hình là có ổn định thì chúng tôi đã có cho các trường đi học lại. Đó. Và đến nay thì 32 trường trên tổng số 45 trường đã đi học lại. Là ở các trường ở vùng cấp độ 1 và cấp độ 2 là vùng xanh và vùng vàng đó. Thì kèm theo đó là huyện là cũng ban hành các cái văn bản để mà tăng cường cái quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn học sinh của 240 trên 569 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không thể đến trường. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học linh hoạt xây dựng phương án kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Đồng thời, các trường cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường. Chiều nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế tổ chức khánh thành công trình chỉnh lý nhà lưu niệm Bác Hồ và truyền thống trường Quốc học Huế. Đây là hoạt động chào mừng sự kiện đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Được hình thành vào năm 1990, nhà lưu niệm Bác Hồ và truyền thống trường Quốc học Huế trở thành nơi thiêng liêng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là địa chỉ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và gìn giữ những thành tích đầy tự hào trong học tập rèn luyện của các thế hệ thầy và trò nhà trường. Với kinh phí trên 400 triệu đồng, việc thực hiện chỉnh lý lần này khá toàn diện, thay thế hệ thống trưng bày cũ kỹ xuống cấp bằng chất liệu hiện đại, không gian chỉnh lý trang trọng. Nội dung nhà truyền thống gồm hai phần. Phần 1 tại tầng 2 là không gian lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 100 tư liệu hiện vật về cậu học trò Nguyễn Sinh Cung, những năm tháng học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở trường Quốc học. Phần 2 ở tầng 1 giới thiệu truyền thống trường Quốc học Huế với hơn 100 tư liệu hiện vật. Trong đó có những hiện vật gốc quý như bảng hiệu Pháp từ Quốc học Trường Môn bằng chữ Hán và chuông đồng trước cổng trường xưa. Phòng truyền thống sau khi chỉnh lý cũng được bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh cập nhật, truyền tải thông tin bằng ngôn ngữ bảo tàng, giải pháp trưng bày mới có trọng tâm, dẫn dắt người xem bằng câu chuyện dễ hiểu, dễ nhớ. Đây là nỗ lực của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế, góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử, xứng tầm cấp quốc gia đặc biệt. Trao tủ sách và thiết bị dạy học tại Nam Đông, hỗ trợ thuyền áo phao tại Quảng Điền là những hoạt động cơ sở đáng chú ý trong cụm tin tiếp theo. Nhằm kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với giáo viên và học sinh trường Trung học Cơ sở Dân tộc nội trú, sáng ngày 21 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Nam Đông đã đến thăm và trao tặng 8 tủ sách và hơn 100 đầu sách cho cô và trò của nhà trường. Việc trao tặng tủ sách và thiết bị dạy học đã kịp thời củng cố trang thiết bị cho nhà trường, góp phần giúp cô trò tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong thời gian tới, đồng thời phát triển phong trào đọc sách trong trường học, duy trì và phát triển văn hóa đọc cho thế hệ trẻ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 9 chiếc thuyền nhôm dài 5 mét, bao gồm mái chèo gỗ và 36 chiếc áo phao với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn huyện thường xuyên bị ngập lụt trên diện rộng. Nhiều xã trong huyện phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai gây ra, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Những món quà hỗ trợ của các đơn vị tài trợ đã có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh và giúp người dân địa phương có thêm phương tiện vận chuyển trong mùa mưa lũ. Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên từ 18 đến 25 tuổi của 11 xã thị trấn trên địa bàn. Trên cơ sở tổ chức ra soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền đã tiến hành khám tuyển cho 515 thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân có đủ điều kiện tiêu chuẩn đã được tuyển chọn từ cơ sở. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự nên công tác khám tuyển đã đảm bảo đúng theo yêu cầu, đặc biệt nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau khi công tác khám tuyển cấp huyện xong, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền sẽ đánh giá kết quả, phân loại chặt chẽ và tiến hành các bước tiếp theo của quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình thủ tục, đảm bảo cho công tác giao nhận quân năm 2022 được thực hiện đạt kết quả cao. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.